Xin chào, chào mừng các bạn đã quay trở lại với KBIZ 24 giờ. Hôm nay các sao Hàn có thông tin gì đang hot? Ngay bây giờ hãy cùng với mình theo dõi nhé. Chỉ một ngày trước khi debut, nhóm nhạc tân binh XUM đã phải đối mặt với làn sóng chỉ trích dữ dội của cư dân mạng bởi một video lâu trước đây. Trong đó, các thành viên có các phát ngôn phân biệt chủng tộc đối với Philippines, châu Phi và người Mỹ bản địa. Sau khi phải hứng chịu làn sóng giận dữ của dư luận, công ty quản lý của XUM là A Wonderous Entertainment đã đưa ra một thông báo về vấn đề này. Tuy nhiên, những lý do công ty này đưa ra không được dư luận chấp nhận. Trước khi debut trong nhóm XUM, các thành viên là Dayeon, Baekah và Iaan đã ở trong một nhóm khác của A Wonderous Entertainment với tên là NeonPunch. Vào tháng 5 năm 2020, khi mà các thành viên của XUM vẫn còn trong nhóm NeonPunch, họ đăng tải một video YouTube trong đó mỗi người nói về việc xét nghiệm DNA của mình. Trong suốt video, từng thành viên đã nói nhiều điều không tốt về các sắc tộc khác, thậm chí ám chỉ một thành viên có thể có dòng máu châu Phi vì cô nói quá to. Chỉ vài giờ sau khi đoạn video được đăng tải lên mạng xã hội, công ty A Wonderous đã xóa nó khỏi YouTube. Mặc dù họ đính chính bằng một lời xin lỗi, nhiều netizen vẫn chưa hoàn toàn hài lòng. Là một tình huống gây tranh cãi vì phân biệt chủng tộc, A Wonderous Entertainment đã gỡ video sau lần kiểm duyệt thứ hai và thừa nhận rằng video này có vấn đề. Công ty cũng đưa ra lời xin lỗi, tuy nhiên lại cho rằng đây là lỗi của việc chỉnh sửa video, dịch và chèn phụ đề. Theo A100, các biên tập viên đã sử dụng kịch bản gây hiểu nhầm và các đoạn phụ đề đã gây xúc phạm. A100 Entertainment cho biết, cụ thể, chúng tôi xin lỗi về những hiểu lầm gây ra bởi quá trình dịch phụ đề. Cuối thông báo, công ty khẳng định XUM xin lỗi vì đã khiến fan cảm thấy khó chịu, bị xúc phạm. Họ khẳng định cả A100 và XUM đều chống lại các hành vi phân biệt chủng tộc, đề cao sự công bằng và hạnh phúc của mọi người trên thế giới. Ngay sau khi thông báo được đăng tải, A100 đã gặp rất nhiều luồng ý kiến trái chiều. Một số fan của XUM đã cảm thấy hài lòng vì công ty đã thừa nhận và xin lỗi. Trong khi đó, các fan K-pop lại cảm thấy đây không phải là một lời xin lỗi đúng nghĩa. Một số netizen còn cho rằng A100 Entertainment chỉ đang ngụy biện cho các thành viên. Một số đoạn phụ đề tiếng Anh được thêm vào nhờ đội ngũ biên tập viên, nhưng cũng có nhiều đoạn được dịch thẳng từ lời của chính các thành viên trong nhóm. Cảm thấy không thỏa đáng với lời xin lỗi của công ty, nhiều người muốn các thành viên trong nhóm XUM tự lên tiếng để giải thích cho hành động của mình. Các bạn vừa quan tâm theo dõi video của KBIZ 24 giờ. Đừng quên nhấn subscribe kênh của chúng mình để luôn luôn được cập nhật những thông tin nóng hổi nhất của các sao Hàn đến từ KBIZ 24 giờ các bạn nhé.